mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lời tác giả: tôi tuyệt chẳng ngờ được khi Báo Ứng Hiện Đời xuất bản xong, lập tức được các bạn đạo khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng, và sách liên tục được in ấn, tái bản nhiều đến như vậy. Cho dù trong lời nói đầu Báo Ứng Hiện Đời tập 1 tôi đã giải thích rõ, do có nhiều bất tiện nên tôi bắt buộc phải thay đổi tên họ thật và chỗ ở các nhân vật trong sách, nhưng vẫn rất có nhiều người không chú ý tới lời nhắc này, cứ nôn nóng lên Ngũ Đại Sơn hoặc đi Thiên Tân tìm Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi, vừa tốn tiền vừa uổng công. Đây chẳng phải là chủ ý của tôi. Xin quý vị nhớ cho, chuyện tuy có thật nhưng tên phải tạm đổi. Nhân quả cảnh tỉnh người, không cần phải tìm tung tích sư. Nếu cứ một bề hướng ngoại tìm cầu, cho dù có tin Phật Pháp, quý vị sẽ không được lợi ích. Điều khiến tôi vui nhất là có nhiều độc giả khi xem Báo Ứng Hiện Đời đã minh bạch đạo lý, còn y theo đó tự kiểm nghiệp đã tạo của bản thân, quyết tâm sửa mình triệt để. Nhờ phát tâm thành sám hối nên bệnh khổ trên thân cũng được lành hoặc thuyên giảm rất nhiều. Còn nữa, có nhiều độc giả đang ăn mặn, xem sách này rồi mới hiểu ăn mặn là tạo nghiệp tội sâu nặng, lập tức nguyện trường trai. Họ không ngờ là mấy tháng sau, không những thân thể ngày càng khỏe mạnh, da dẻ ngày càng tươi tắn, mà kể từ lúc họ biết sám hối, phát nguyện tập tu, sửa mình, sự nghiệp bắt đầu phát lên hưng vượng và diện mạo cũng phát tốt theo. Còn có nhiều thai phụ triệt để từ bỏ ăn mặn, bắt chước tụng kinh Địa Tạng, con họ sinh ra mạnh khỏe thông minh, dung nhan xinh đẹp và rất ngoan ngoãn, dễ nuôi. Tóm lại, độc giả chia sẻ kể tôi nghe, sau khi trường trai, họ thu được nhiều lợi ích rất tuyệt vời. Do mỗi người nhân duyên bất đồng nên ít lợi thu được cũng khác nhau. Song những tin lành liên tục được báo cáo khiến bao người hoan hỷ ngập lòng, riêng tôi càng xúc động sâu sắc. Chúng ta giống như các loài động thực vật bị hạn hán, khao khát trong mưa, và Phật Pháp giống như cam lộ, mưa một trận bủa khắp khiến muôn loài cỏ cây đều được lợi ích. Hiểu sâu kinh Tạng thì trí tuệ tăng trưởng, khi đã hiểu Pháp, chịu tin, thọ, thực hành thì sẽ ly khổ đắc lạc. Đây cũng là mục đích tôi biên cuốn sách này, vì tất cả do tâm tạo. Phật Pháp là diệu Pháp. Nếu quý vị biết rút kinh nghiệm từ mỗi câu chuyện có thật trong sách Báo Ứng Hiện Đời và thành tâm đối chiếu thực hành theo, thì cũng giống như đang gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, bởi kết quả thu được vẫn không sai khác. Thành công thấy rõ hiện tiền, hệt như thấy dừng sao là thấy bóng. Trong cuốn sách này có nhiều vấn đề độc giả nêu lên, tôi đều nhất nhất ghi ra để tất cả cùng tham khảo. Trong thời buổi bước vào thời kỳ mạt pháp như hiện nay, vẫn còn nhiều người phát tâm đại tu hành xuất hiện. Thế nên cho dẫu là kỳ mạt pháp, nhưng mà không mạt. Mong rằng ngày càng có nhiều người dung nhập vào biển an lành của Phật Pháp, tu sửa thân tâm, đổi mới cuộc đời, vui hưởng hạnh phúc. Quả Khanh. Ha ha ha, 问什么的说